Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với quý vị và các bạn động cơ của mục độ qua ba. Khái niệm động cơ không đồng bộ 3 pha làm máy điện xoay chiều là việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ có tốc độ của rotor khác với tốc độ từ trường quay trong máy. Động cơ không đồng bộ 3 pha được dùng nhiều trong sản xuất và sinh hoạt vì thể chế tạo đơn giản, giá rẻ, độ tin cậy cao, vận hành đơn giản, hiệu suất cao và như không cần bảo trì sẽ công suất rất rộng từ vài watt đến 10.000 HP. Các động cơ từ 5 HP trở lên hầu hết là 3 pha, còn động cơ nhỏ hơn 1 HP thường là 1 pha. Động cơ xoay chiều 3 pha có tốc độ quay rotor N nhỏ hơn tốc độ quay N1 của từ trường dòng điện cấp cho động cơ, và động cơ không đồng bộ 3 pha công dụng được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp và đời sống vì cấu tạo đơn giản, kích thước nhỏ gọn và đơn giản. Cấu tạo gồm hai bộ phận chính là stator và rotor, ngoài ra còn có vỏ máy, nắp máy. Vỏ máy có tác dụng cố định lọ thép và dây quấn. Thường vỏ máy làm bằng gang. Đối với vỏ máy có công suất tương đối lớn 1.000 kW, thường dùng thép tấm hàn lại làm vỏ máy. Tùy theo cách làm nguội máy và dạng vỏ máy cũng khác nhau. Stator phần tĩnh gồm lõi thép và dây quấn. Lõi thép là phần dẫn từ, vì từ trường đi qua lõi thép là từ trường quay nên để giảm nhẹ bất tổn hao. Lõi thép được làm bằng những là thép kỹ thuật điện dày 0,5 mm ép lại. Khi đường kính ngoài lõi thép nhỏ hơn 990 mm thì dùng cả tấm thép tròn ép lại. Khi đường kính ngoài lớn hơn chỉ số trên thì phải dùng những tấm thép hình rẻ quạt ép lại thành một khối tròn. Mỗi lõi thép kỹ thuật điện đều có phủ sấp cách điện trên bề mặt để giảm hao tổn do dòng điện xoáy gây nên. Nếu lõi thép ngắn thì có thể ghép thành một khối, nếu lõi thép quá dài thì ghép thành những tấm ngắn. Mỗi tấm thép dài từ 6 đến 8 cm, đặt cách nhau 1 cm để thông gió cho tốt. Mặt trong của lá thép có thể sẽ rãnh để đặt dây quấn. Dây quấn stator đập vào các rãnh của lõi thép và được cách điện tốt với lõi thép. Dây quấn phần ứng là phần dây được bằng đồng được đặt trong các rãnh phần ứng và làm thành một hoặc nhiều vòng kín. Dây quấn là một bộ phận quan trọng nhất của động cơ vì nó trực tiếp tham gia vào quá trình biến đổi năng lượng từ điện năng thành cơ năng. Đồng thời về mặt kinh tế thì giá thành của dây quấn cũng chiếm tỷ lệ khá cao cho toàn bộ giá thành của máy. Dây quấn stator động cơ không đồng bộ 3 pha là dây đồng được phủ sấp cách điện gồm 3 pha dây quấn AX, BI và CZ đặt trong các rãnh stator theo một quy luật nhất định. Sau đầu dây của 3 pha được dây quấn tự nối ra ngoài hộp đầu dây và đầu vỏ động cơ để nhận điện vào. Các yêu cầu đối với dây quấn bao gồm sinh ra được một sức điện động cần thiết để có thể cho một dòng điện nhất định chạy qua mà không bị nóng quá một nhiệt độ nhất định để sinh ra moment cần thiết, đồng thời đảm bảo độ chiều tốt, triệt để tiết kiệm vật liệu, kết cấu đơn giản là với chắc chắn an toàn. Dây quấn phản ứng có thể phân ra làm các loại chủ yếu sau: dây quấn xếp đơn và dây quấn xếp phức tạp, dây quấn xếp song đơn và dây quấn xếp song phức tạp. Trong một số máy cỡ lớn còn dùng dây quấn hỗn hợp, đó là sự kết hợp giữa hai máy dây quấn và xếp song. Rotor phần quay, lõi thép. Nói chung người ta dùng các loại lá lõi thép kỹ thuật điện như ở stator lõi thép được ép trực tiếp lên trục máy hoặc lên một giá rotor của máy. Phía ngoài của lá thép có thể sẽ rãnh để đặt dây quấn. Dây quấn có hai kiểu: dây quấn kiểu rotor lồng sóc, nó có thành đồng hoặc thanh nhôm đặt trong rãnh và bị ngắn mạch bởi hai vành ngắn mạch ở hai đầu. Với động cơ nhỏ, dây quấn rotor được đúc nguyên khối gồm thanh dẫn, vành ngắn mạch, cánh đảo nhiệt và cánh quạt làm mát. Có động cơ công suất trên 1.100 kW. Thanh dẫn làm bằng đồng được đặt vào chắc rãnh rotor và gắn chặt vào vành ngắn mạch. Dây quấn kiểu rotor dây quấn. Rotor kiểu dây quấn cũng giống như dây quấn 3 pha stator, có cùng số cực từ dây quấn stator. Dây quấn kiểu này luôn đấu hình sao và có 3 đầu ra và 3 vành trượt gắn vào trục quay rotor và cách điện với trục. 3 chủ than cố định luôn tì trên vành trượt này để dẫn điện và một biến trở cũng nối sắt nằm ngoài động cơ để khởi động hoặc điều chỉnh tốc độ. Nguyên lý làm việc: khí theo dòng 3 pha vào valve dây quấn stator của động cơ. Trong stator sẽ có từ trường quay. Từ trường quay này quét qua các dây quấn của rotor, nó xuất hiện các suất điện động và dòng điện cảm ứng. Từ tương tác điện từ giữa từ trường quay và các dòng điện cảm ứng này tạo ra moment quay tác động lên rotor. Cái rotor quay theo chiều quay của từ trường với tốc độ N nhỏ hơn R1. N1 là tốc độ của từ trường quay. Cách đầu dây. Cái đầu dây quấn 3 pha của stator được đưa vào hộp đầu dây đặt ở vỏ động cơ. Tùy thuộc vào điện áp của lưới điện và cấu tạo của động cơ mà chọn cách đầu dây sao cho phù hợp. Thay đổi chiều quay của động cơ, người ta đảo hai pha bất kỳ cho nhau. Ví dụ, những nguyên pha A đảo pha B và pha C. Trên đây, tôi đang giới thiệu với các bạn động cơ không đồng bộ 3 pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.